Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2018. Thì nhà em có về thêm một ít hàng. Đấy, cộng với cả một số hàng còn của phiên trước. Đó là hai cái bụi đuôi công này. Thì em giới thiệu luôn đầu tiên là da báo. Da báo thì em đã chia theo hình. Hôm nay về được ít nên là em chia hình bán. Hình 1 50.000. Đây, gồm có 2, 4, 5 cây này ạ. Hình 1 50k. Và hình 2, 3, 4, mỗi hình 50k là 1 cây nhá các bác nhá, 1 cây luôn. Hai ba bốn cũng 50k. Hình số 5 cũng 50k. Thì những cái hình nào mà được cây nhỏ thì sẽ được nhiều hơn. Hình số 5 thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây. Hình số 6. Số 6 cũng 50 ạ. Gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 11 cây. Số 6. Số 7. Số 7 thì gồm có 5 cây. 5 cây. Hình số 8. Hình số 8 1 2 3 4 cây. 4 cây. Hình số 9 thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5 cây. 5 cây. Và hình số 10 là 1 dề. Hình số 10 là 1 dề 208. Tiếp theo là Vanda. Vanda thì em bán giá là 140.000 một cân. 140 một cân. Có cả lá lướt, lá xếp. Tuy nhiên là chủ yếu là lá xếp nhiều hơn. Đây, cái này có dề mẹ con này. Đấy. Cái này có một dề mẹ con, hai dề mẹ con. Chắc là cũng có một số dề mẹ con nữa đấy. Ở đây người ta, đây em vẫn chưa cởi ra hết đâu đây này. Vẫn còn mấy bó. Người ta buộc như thế này. Hai bó này là em vừa mới cởi ra. Thì nó lại thành bó là cây mẹ con họ bó vào. Tiếp theo là cái bụi đuôi công. Đây. Bụi đuôi công này có giá là 1.800.000. Và bụi này là 380. Ngoài ra thì hàng cân đuôi công em có một ít này thôi. 350.000 một cân. Mặc xuân 100.000 một cân. Kiều mỡ gà 170.000 một cân. Hài lông 80.000 một cân. Đấy là những cái lan của nhà em. Trong ngày hôm nay các bác có nhu cầu lấy gì thì gọi điện hoặc nhắn tin vào số 0914 996 482 nhé. Em cho các bác xem cái nụ đuôi công đây. Nó đã to bằng này rồi các bác. Cái bụi này thì nó nặng gần 7 cân. Nếu mà các bác tiện thì chuyển xe thôi. Bưu điện thì tiền cước sẽ rất là đắt. Rồi, em xin phép dừng clip ở đây ạ.